khi mà nó khi nổ máy nó nghe tiếng vọng rất là ghê nha các bạn. Nay mình kiểm tra, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Mình đề máy lên mình thử mà nghe tiếng vọng rất là lớn. Đây, ở cái mức ga thấp thì nó cái tiếng vọng nó càng không chặt nó bị xúc ra nha, phanh khi máy nổ thì nó gây ra tiếng giật y như bị lỏng ốc nồi hoặc là hư nồi nha các bạn. Nhưng thực sự là nó bị ở cái bên ổ đạn này là nhiều nha. Anh em lưu ý là khi sử dụng ba con ốc bắt ổ đạn là anh em phải sử dụng ba con ốc loại tốt nha bạn, loại xịn thì càng tốt, chứ ốc mà mềm mềm đưa vô đông thì nó dễ bị bung ra lại nha. Đặc biệt là khi dặn vô rồi các bạn phải lấy đồ khóa lại để tránh trường hợp nó chạy ra nó sẽ bị lại nha. Cái này thì mình thay cái ổ đạn mới vô thì nó sẽ hết cái tiếng vọng nha các bạn. Cái phần ổ đạn này anh em nào có kinh nghiệm thì anh em xử lý một phát thì luôn nha, anh em không có chuyện anh em làm tới làm lui nó cũng sẽ bị lại rất là nhanh nha. Đây mình sẽ lấy một cái ổ đạn mới, ba cái con ốc mới luôn. Xong ok lấy tiền đi các bạn.
viên đạn nó rớt ở trong cái đó ra nè, ráp đi rồi hồi lấy cái viên đạn ra để cho nó ngay cái gạch. Tiền nha. Cái qua lần này nó bị bùng em măng nha các bạn. Đáng lý phải thay nhưng mà chủ xe không có điều kiện cho nên mình bắt buộc phải xài lại tạm nha. Vậy sau mai mốt chủ xe có điều kiện thì chủ xe sẽ thay sau các bạn. Rồi lắp vô đi.